cuộc trò chuyện với Mỹ. Vào thứ Bảy, ngày 5 tháng 8 năm 2023, trong lúc bế quan thiền sâu để giúp địa cầu, Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư Thần Trai kính yêu nhất đã ân cần gửi một thông điệp yêu thương tới đội ngũ truyền hình Vô Thượng Sư toàn cầu, tất cả những người ủng hộ và toàn thế giới, nhắc chúng ta nhớ về tầm quan trọng cấp bách của việc từ bỏ mọi bạo lực vì lợi ích cho hòa bình trường cửu trên địa cầu. Sư phụ cũng từ ái chia sẻ một vài đoạn trong cuộc đàm thoại sâu sắc và thân thiện giữa Ngài với vua của ma quỷ Hồng Hằng. Hello. Chào tất cả quý vị, những linh hồn cao thượng và đội ngũ truyền hình Vô Thượng Sư nội bộ cũng như đội ngũ truyền hình Vô Thượng Sư toàn cầu và tất cả những ai ủng hộ cũng như tất cả mọi người trên địa cầu, tôi chúc quý vị an lành, chúc chúng ta có một thế giới hòa bình, chúc chúng ta có một thế giới thuần chay để không còn đau khổ do bất kỳ lý do gì nữa. Vì chúng ta là con cái của Thượng Đế, chúng ta lẽ ra không bao giờ phải chịu bất kỳ đau khổ nào. Thượng Đế không muốn điều đó xảy ra. Nhưng chẳng may, chúng ta có ý chí tự do và chỉ là đôi lúc chúng ta không biết cách sử dụng nó cho đúng. Và rồi, khi chúng ta có một số khuynh hướng hoặc suy nghĩ, hoặc mong muốn tiêu cực, thì lực phủ định có thể nhảy vào và sử dụng năng lượng tiêu cực đó từ suy nghĩ hoặc hành động hoặc khuynh hướng của chúng ta, kiểu như hướng nó theo một cách khác, theo một chiều hướng khác, và làm cho đời chúng ta bất hạnh, khốn khổ, đau đớn, hoặc hơn nữa, thậm chí gây ra chiến tranh, thảm họa, và tôi không muốn nghĩ về điều đó, nhưng nó thậm chí có thể hủy diệt thế giới, địa cầu của chúng ta. Tôi muốn nói chuyện với quý vị, tất cả quý vị, nhưng không dễ cho tôi làm vậy. Có một số lý do, nhưng lý do chính là tôi quá buồn, thậm chí không muốn thốt ra lời nào, dù tốt hay xấu. Trong tâm trạng tuyệt vọng, tôi cầu xin Thượng Đế, xin hãy cho con biết con có thể làm gì khác để giúp đỡ loài người. Thượng Đế nói với tôi, người của Ngài nhớ Ngài, hãy nói chuyện với họ. Chà, tôi hoàn toàn bất ngờ. Nhưng nếu Thượng Đế can thiệp vì lợi ích của quý vị, tôi phải tuân theo. Mặc dù tôi ngạc nhiên trước lời khuyên của Ngài, tôi đã và đang làm nhiều việc khác, dĩ nhiên cả bên trong lẫn bên ngoài, để cố gắng sửa chữa địa cầu đang gặp khó khăn, rắc rối và thế giới rất hỗn loạn của chúng ta. Nếu nơi quý vị đang sống, quý vị có một chút bình an, một chút an toàn và loại cảm giác an toàn nào đó cho đời mình hoặc người thân hoặc bất cứ điều gì liên quan đến quý vị, thì hãy biết ơn. Mỗi ngày quý vị phải cảm ơn Thượng Đế và cầu nguyện Thượng Đế giữ như thế, bởi vì chúng ta không bao giờ biết điều gì sẽ đến tiếp theo, và điều gì đến tiếp theo có thể không cứu chữa được. À, tôi muốn cảm ơn tất cả quý vị, đội ngũ nội bộ, đội ngũ toàn cầu và tất cả những ai ủng hộ truyền hình Vô Thượng Sư trong bất kỳ cách thức nào, bởi vì đó là cách duy nhất chúng ta có thể làm hết sức mình về hữu hình để cố gắng cứu thế giới này, để cố gắng nhắc nhở mọi linh hồn trên địa cầu làm việc thuận theo thiên ý, chứ không theo ngã chấp và tham vọng thấp kém. Có tham vọng kiểu như bảo vệ cuộc sống của mình và tiếp tục sinh tồn trên địa cầu thì không sao, nhưng đôi khi những tham vọng không được định hướng đúng có thể hại mình, hại người thân. Và hơn nữa, nó có thể hủy hoại mọi thứ trên địa cầu nếu chúng ta không học cách kiềm chế khuynh hướng ích kỷ, kiêu ngạo,
hoặc tham lam, chỉ tích lũy của cải cho riêng mình, không nghĩ tới đại gia đình mình. Đó là cả thế giới, bao gồm tất cả người thân động vật và các loài khác. Dù sao, tôi cũng cảm ơn quý vị đã tiếp tục làm việc với tôi để giữ truyền hình Vô Tình Sư tiếp tục phát sóng, bởi vì ngay bây giờ chúng ta thật sự cần nó. Chúng ta cần sự kết nối này với Đấng Thiêng Liêng qua một phương tiện vật chất như truyền hình Vô Tình Sư, bằng nhiều mạng lưới, bằng tất cả các hệ thống Internet, hệ thống thông tin liên lạc, hệ thống phát thanh, vân vân. Tôi cũng xin cảm ơn tất cả các kênh hỗ trợ này đã phát sóng truyền hình của chúng ta tới toàn thế giới. Tôi cảm ơn tất cả quý vị. Xin Thượng Đế gia trì tất cả quý vị bội phần, dù quý vị có mong cầu hay không. Bây giờ tôi chợt nhớ ra tôi đã vua của các ma quỷ hung hăng đã liên lạc với tôi và nói với tôi những lời thân thiện và đầy hy vọng. Tôi hy vọng lần này là đúng và không giống như giả nữa. Vì nhiều lần sự việc lẽ ra đã cải thiện, nhưng rồi loài người lại không đóng góp thêm năng lượng thiện lành nào vào dự án này để giúp cứu thế giới của chúng ta. Thay vào đó, họ làm một số việc khác rất tiêu cực và đôi khi phá vỡ một phần của mạng lưới năng lượng xây dựng này. Vì vậy, mọi thứ lại thay đổi theo chiều hướng thấp hơn. Nên quý vị có thể thấy chiến tranh đôi khi có một chút hy vọng, giống như nó sẽ kết thúc. Và rồi những ngày tiếp theo, hoặc vài ngày sau, nó diễn ra theo hướng ngược lại. Tâm trí con người là kẻ thù tệ nhất, hoặc cũng có thể là bạn tốt nhất, tùy vào cách chúng ta sử dụng nó. Dù sao, vua của ma quỷ hung hăng tuyệt đối thân thiện và tôn kính tôi, và chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện rất tốt đẹp. Dù sao thì dựa theo điều đó, tôi thực sự cầu nguyện và hy vọng hòa bình sẽ sớm đến trong một vài tuần. Nhưng nói vậy thôi, chứ tôi cũng cảm thấy không chắc chắn, vì con người có thể gây tàn phá và không làm theo thiên ý. Cho nên, nhiều lần hòa bình lẽ ra đã đến với chúng ta, nhưng rồi nó lại vụt mất. Tôi hy vọng lần này nó sẽ không. Bởi vì đôi khi đội quân quỷ đã thỏa thuận đình chiến với đội quân hòa bình của tôi. Nhưng sau đó chúng phá vỡ hòa ước vì con người không chân thành ăn năn hoặc không tiến bộ nhiều trong sự tiến hóa tâm linh của họ. Vì vậy, những con quỷ buộc phải đe dọa con người, khiến họ chìm sâu hơn vào một mô hình hủy diệt. Và vì thế, kết quả là tôi cũng thăng trầm trong hy vọng và tranh đấu với những làn sóng thay đổi khác nhau này của hòa bình thế giới. Vì vậy, tôi cũng không có tâm trạng để nói chuyện với quý vị hoặc với thế giới về bất cứ điều gì. Tôi đã rất thất vọng rất nhiều lần, và giờ quý vị đã hiểu. Và y này nói với tôi nhiều chuyện nhỏ và chi tiết khác, nhưng tôi không tiện kể hết cho quý vị. Chỉ là bản tóm tắt lớn như thế thôi. Và tôi hỏi y rằng, y và bộ hạ của y sẽ làm gì nếu hòa bình đến với chúng ta? Y nói, nếu không còn giết chóc nữa, thì hòa bình sẽ bền vững và họ không phải làm bất cứ việc nào gọi là việc ô uế và tàn bạo nữa, và họ sẽ vui vẻ rút lui về đâu đó trong những vùng núi của châu Phi, và họ sẽ vui hơn với điều đó. Ta nói, các ngươi sẽ làm gì sau đó, trong suốt thời gian đó, cùng nhau? Ê nói, có rất nhiều việc để làm. Chúng tôi có thể nô đùa cùng nhau, vui chơi, và có những thứ sáng tạo nào đó để làm. Và ta nói, vậy thì các ngươi sẽ ăn gì?
Vì thông thường các ngươi phải giết để ăn. Rồi y nói, chúng tôi sẽ không phải ăn những thứ như thế nữa. Nghe xong tôi quá đổi vui mừng. Y nói nếu không còn giết chóc nữa, thì họ không cần phải làm việc gì nữa. Ta nói với y, ta cũng sẽ cố gắng hết sức để mang hòa bình vào thế giới này. Và không chỉ cho con người, mà còn cho cả người thân động vật nữa. Bởi vì họ vô tội, họ bất lực, họ không thể tự vệ, họ không có tiếng nói. Và trái tim ta khóc thương họ hầu như mỗi ngày, chứ không chỉ cho con người thôi. Y cũng nói với tôi là hòa bình sẽ đến như thế nào. Nhưng ta cầu nguyện rằng bất cứ điều gì Y nói với tôi sẽ thật sự trở thành hiện thực. Nhưng tôi không tiện kể với quý vị ngay bây giờ. Sau khi có hòa bình, có lẽ tôi sẽ kể, bởi vì tôi đã viết xuống đây. Nên tôi sẽ không quên đâu. Ví dụ, một số điều tôi hỏi y thì tôi có thể nói với quý vị như người dân hung hăng các ngươi, sau đó các ngươi sẽ làm gì? Thì y nói, ồ, khi không còn nghiệp sát nữa, thì chúng tôi sẽ rút về vùng núi châu Phi. Và tôi đã đồng ý và hứa rằng tất cả họ cũng có thể ở đó với tất cả tình thương của tôi. Tôi cảm thấy rất thương họ vào lúc đó, khi chúng tôi nói chuyện với vua của ma quỷ hung hăng. Và y nói, chúng tôi sẽ sống lặng lẽ bên nhau trong an bình. Y nói như vậy đó, nên tôi nói, cha, ta chúc các ngươi mọi điều an lành với tất cả tình thương của ta. Hãy cho ta biết nếu ta có thể làm bất cứ gì cho các ngươi. Thì vua của ma quỷ hung hăng nói, chúng tôi không cần gì cả, cảm ơn ngài. Rồi tôi hỏi, nhưng các ngươi sống ra sao? Sau đó các ngươi sẽ ăn gì? Thì y nói, chúng tôi sẽ không cần thức ăn như trước nữa. Chúng tôi sẽ nô đùa trong tự do. Rồi ta nói, cầu Thượng Đế ban tình thương, ân điển và phước lành dồi dào cho ngươi. Vua của ma quỷ hung hăng và thần dân của ngươi. Rồi y nói, cảm ơn ngài. Tôi lại hỏi, điều gì khiến hôm nay ngươi dễ thương và thân thiện với ta vậy? Và bây giờ, điều gì khiến người ủng hộ ước muốn và kế hoạch hòa bình của ta? Thì y nói, sự tuyệt đối không chấp nhận bạo lực của ngài làm cảm động ma quỷ hung hăng trên thế giới. Nên chúng tôi giúp ngài đạt hòa bình. Và tôi nói, làm sao ngươi biết được cảm xúc thật sự trong tâm và tất cả những gì liên quan đến hòa bình? Vua của ma quỷ hung hăng nói, chúng tôi, ma quỷ hung hăng, có khả năng quan sát từ xa. Ta hỏi y, nhưng ngươi có thể xét đoán ta bằng cách nào? Thì y nói, bằng những lời nói, câu viết của ngài. Y có lẽ đã đọc tất cả các khẩu hiệu của tôi trên truyền hình vô thượng sư và những gì ta nói trong các bài giảng hoặc khi nói chuyện với đội ngũ quý vị. Vì vậy, ta nói lần nữa, cha, cảm ơn tất cả các ngươi, nhất là vị vua này đây. Thương tất cả các ngươi rất nhiều. Xin tạm biệt. Hãy đến gặp ta. Chúng ta sẽ nói chuyện bất cứ lúc nào ngươi muốn. Nếu ngươi muốn gì, bất cứ lúc nào, hoặc nếu bất cứ gì mà ta có thể làm cho ngươi, vui lòng cho ta biết. Xin Thượng Đế nâng cao địa vị tiến hóa của ngươi và gia trì tất cả các ngươi và ban tất cả những gì các ngươi cần. Ngay lúc này đây, ta cảm nhận tình thương và sự gần gũi của ngươi. Ta cảm thấy không nỡ chia tay ngươi và nói lời tạm biệt với ngươi. Ta nhớ ngươi rồi đó. Chúng tôi thật sự có kiểu kết nối và cảm giác thân mật này. Và tôi cảm thấy như y là bạn tôi hoặc thậm chí là người nhà của tôi. Tôi đã cảm nhận được sự gần gũi và tình thương đó khi nói chuyện với vua của những ma quỷ hung hăng. Tôi lại nói tiếp. Đây là giây phút được chờ đợi từ lâu. Không thể tin được. Cảm ơn người rất nhiều vì điều này. Xin giúp con người trở nên giống Thượng Đế trở lại. Người có muốn nói gì nữa không, vị vua? Rồi nói, dạ không. Thưa vua của các vị vua, của các vị vua. Y thưa với tôi như vậy đó. Họ đã xưng hô với tôi như thế từ năm ngoái. Không chỉ mỗi thần của ma quỷ, mà thiên nhân của các cõi thiên đàng khác. Tôi không biết mình là vua của các vị vua để làm gì.
Lúc đầu, họ gọi tôi là vua của các vị vua. Và trong những tháng gần đây, họ thêm hai từ khi xưng hô với tôi, của các vị vua. Nên đó là vua của các vị vua, của các vị vua. Thật ra tôi không thích lắm khi họ xưng hô với tôi như vậy. Tôi mất nhiều thời gian hơn để ghi nhận. Đôi khi lỗi chính tả và phải kiểm tra lại. Tôi đã đủ bận rộn rồi, cho nên tất cả họ, kể cả thiên đàng, đã được nhắc nhở không bao gồm danh hiệu này khi đàm thoại với hoặc gửi thông điệp cho tôi, nhưng họ thường quên. Tuy nhiên, đã tốt hơn trước rồi. Trước đây, cứ vài câu, họ cứ lặp đi lặp lại danh hiệu này. Chỉ là ta thấy dài dòng thôi. Rồi trong suốt cuộc trò chuyện này, y chỉ lặp lại danh hiệu này một hoặc hai lần. Cảm ơn Thượng Đế vì điều đó. Tôi cũng mệt mỏi. Họ có rất nhiều năng lượng. Nhưng bình năng lượng của tôi đôi khi cạn, pin của tôi đôi khi yếu. Họ không hiểu điều đó. Tôi không nghĩ họ hiểu. Vì vậy tôi nói được rồi, xin cứ tự do đi, cùng tất cả dân của ngươi. Một lần nữa, tất cả tình thương của ta dành cho tất cả các ngươi. Tạm biệt, hãy cùng với Thượng Đế, hãy được thương, hãy được ban phúc, hãy vui vẻ. Tôi nói với y như vậy đó. Và rồi cảm nghĩ của mình tôi cũng viết thêm ở đây. Bỗng nhiên, ta cảm thấy rất nhiều tình thương dành cho ngươi. Như thể ta có thể sống giữa các ngươi trong hòa bình, tình thương và thân hữu. Thượng Đế thương, Thượng Đế gia trì các bạn của ta. Đó là ghi chú của tôi về cuộc trò chuyện và cảm nhận của tôi với vua của các ma quỷ hung hăng. Họ đã hoàn toàn thay đổi. Họ không còn hung hăng như trước nữa. Trước đây có nhiều sự hung hăng hơn, và họ tìm cách nói với tôi đủ loại tin giả và lừa dối tôi và đủ thứ chuyện, và rồi gây rắc rối cho tôi rất nhiều. Vì vậy, tôi đã nói với những vị bảo hộ chặn tin nhắn và cuộc nói chuyện của họ với tôi từ nhiều tháng rồi. Nhưng bằng cách nào đó, lần này, sự tiếp đón của quỷ vườn đã lọt qua. Trong khi tôi đang cố gắng liên lạc với hộ pháp thiên đàng cao đẳng hơn, thế mà bỗng nhiên bây giờ mọi thứ thay đổi. Tôi thực sự hy vọng rằng đây là dấu hiệu của hòa bình thực sự. Hòa bình sẽ sớm đến và hòa bình sẽ trường tồn mãi mãi. Và con người sẽ có thêm thời gian để sám hối, để cầu xin Thượng Đế tha thứ và xin những chúng sinh khác mà họ đã làm hại và làm tổn thương trong bất kỳ cách nào, trong chiến tranh hoặc trong lò mổ hàng ngày, chỉ để ăn, trong khi chúng ta có rất nhiều thức ăn trên địa cầu. Thượng Đế ban cho chúng ta quá nhiều, quá nhiều, quá nhiều. Bất cứ gì mình ăn sẽ có đầy đủ dinh dưỡng nếu chúng ta cầu nguyện Thượng Đế gia trì thức ăn của mình. Nhưng không sao. Chúng ta có thể ăn no nê với đủ loại mùi vị từ vương quốc rau củ quả. Chúng ta không cần phải giết những sinh vật đang sống, cựa quậy, hít thở như người thân động vật, chỉ để thỏa mãn khẩu vị của mình. Lối ăn thuần chay thật sự đã ngon rồi. Ngày nào tôi ăn cũng thấy rất thích, và tôi tự hỏi tại sao không ai thích lối dinh dưỡng này. Ý tôi là những người vẫn chưa tin vào thuần chay. Gần đây, ý tôi là kể từ lần cuối cùng nói chuyện với quý vị, lòng tôi không cảm thấy thật sự thoải mái chút nào. Và tôi nghĩ có thể không bao giờ muốn nói chuyện với ai nữa. Tôi nghĩ thế giới này bị lực phủ định, mê hoặc đến nỗi quá bất lực, khiến tôi sẽ không có đủ cơ hội để cứu họ hoặc nói lý lẽ vào tai họ, vào tâm họ. Nên tôi giữ im lặng suốt mấy tháng nay và không nói chuyện với quý vị. Nhưng những người làm việc trực tiếp với tôi hoặc gần như trực tiếp đều biết rằng tôi vẫn làm việc cho thế giới. Tôi làm việc sát cánh với quý vị mọi lúc bằng cách gửi bản tin, hướng dẫn quý vị về những chương trình cần thực hiện, sửa lỗi của tất cả các chương trình,
hoặc phê duyệt điều này, điều kia. Và ngay cả những lá thư như thư trao giải, vân vân, tôi phải lo liệu, và việc kinh doanh tôi cũng phải chăm sóc để chúng tôi có thể tiếp tục hỗ trợ truyền hình vô thường sư để cố gắng hết sức nhắc nhở mọi người hãy trở nên giống như Thượng Đế, phải có lòng từ bi như con cái của Thượng Đế và phải nhớ Thượng Đế, không phải lúc nào cũng chìm đắm trong tiện nghi vật chất vì những thứ này không trường tồn. Nếu chúng ta không sống theo điều răn và ý muốn của Thượng Đế thì không có gì trường tồn, kể cả toàn thể địa cầu này. Tôi vẫn còn hy vọng cứu địa cầu. Tôi vẫn còn hy vọng cứu được loài người và người thân động vật để chúng ta có thể chung sống trong bình an với muôn loài mà Thượng Đế đã tạo ra cho mình. Tôi làm việc với quý vị luôn luôn, mỗi ngày. Không có kỳ nghỉ nào. Không có ngày nghỉ. Và thường thì đêm nào tôi cũng trằn trọc, không ngủ được vì cảm nhận nỗi đau của địa cầu, của tất cả chúng sanh sống trên đó, và cảm nhận cơn thịnh nộ của thiên đàng, của Thượng Đế. Bởi vì Thượng Đế và các cõi thiên đàng cảm nhận được nỗi đau của chúng sanh trên địa cầu, nỗi đau của con người, của người thân động vật và của các loài khác, kể cả những cây cối lớn và thực vật. Họ sẵn sàng chết vì chúng ta nếu cần thiết. Nhưng những gì chúng ta làm là giết họ, lấy mạng sống của họ một cách đau đớn mà không cần thiết. Không bao giờ là cần thiết để giết bất cứ gì. Điều răn đầu tiên quan trọng nhất của mọi tôn giáo là chớ sát sanh. Hãy đối xử với người khác như cách mình muốn được đối xử. Nếu không muốn bị giết như người thân động vật trong lò mổ, nếu không muốn bị xiềng xích, bị tra tấn, bị hành hạ suốt đời cho đến chết trong đau đớn như thế, thì quý vị hãy tưởng tượng người thân động vật, họ cũng không muốn như thế. Mọi sinh vật đều muốn sống cho đến khi Thượng Đế gọi họ về nhà. Vì vậy, làm ơn ăn thuần chay, tạo hòa bình. Đối xử với chúng sinh khác như cách mình muốn được đối xử. Điều đó rất đơn giản, ăn thuần chay, tạo hòa bình. Rồi mọi thứ khác sẽ diễn ra suôn sẻ, bình an. Và quý vị sẽ sống lâu hơn. Rồi tình thương và hòa bình sẽ ngự trị trên thế giới của chúng ta. Không đau khổ, không chiến tranh, không buồn phiền. Tôi đã nói hầu như tất cả những điều này mấy chục năm rồi. À, nhưng không phải ai cũng lắng nghe tôi hoặc lắng nghe những vị thầy thông thái khác hoặc những bạn hữu thông thái khác. Nhưng chúng ta vẫn tiếp tục duy trì truyền hình vô thượng sư mặc dù chúng ta phải làm việc ngày đêm vì nó. Tôi cũng vậy, quý vị biết điều đó. Mỗi ngày chúng ta trao đổi công việc và tham vấn về tất cả các chương trình. Tôi phải kiểm tra tất cả chương trình trước khi phát sóng. Và tôi cũng phải viết nhiều thứ khác để kết hợp vào các chương trình. Và quý vị, tất cả quý vị làm việc rất chăm chỉ. Tôi thật sự cảm kích và thương quý vị rất nhiều vì điều đó. Tất cả quý vị, các thành viên đội ngũ, xin Thượng Đế gia trì quý vị, gia trì quý vị, gia trì quý vị, thương quý vị, thương quý vị, thương quý vị và bảo vệ quý vị, bảo vệ quý vị, bảo vệ quý vị bất cứ nơi đâu. Vì công việc của quý vị rất quan trọng, rất quan trọng. Đôi khi,
có người, các anh chị em đồng tu của quý vị, hoặc thậm chí là người ngoài, đã viết cho tôi lời tâm tình, hoặc viết thư, hoặc trong suy nghĩ của họ. Cảm ơn truyền hình vô thần sư đã hướng dẫn họ và mang họ trở lại tự tánh giống Thượng Đế của họ, rằng họ đã chuyển sang thuần chay, trở thành một người ủng hộ hòa bình, trở thành nhà hoạt động cho người thân động vật, vân vân. Ôi, lòng tôi reo lên vui sướng. Nếu không, thì suốt ngày, suốt đêm dài, khi tôi phải làm các chương trình và chúng ta phải chứng kiến người thân động vật chịu đau khổ trong lò mổ, vì chúng ta phải chiếu sự thật, thì lòng tôi lúc nào cũng đau đớn, quặn đau. Và đôi khi nó cũng ảnh hưởng đến thân thể, khiến tôi cảm thấy không khỏe, ốm yếu, và đôi khi cơn đau cũng chuyển thành đau đớn thể xác. Nhưng tôi chịu đựng tất cả vì hòa bình và lòng từ bi. Chịu đựng vì tất cả mọi người, cho đến những chúng sanh khác, những chúng sanh yếu đuối hơn. Tôi không ngại chịu đựng nỗi đau. Đôi khi nghiệp chướng mạnh đến nỗi ngay cả loại thuốc mạnh nhất cũng không giúp được gì cho tôi, nên tôi chỉ biết chịu đựng thôi. Tôi mới cảm thấy khỏe hơn chút trong mấy ngày qua. Nhưng dù sao, tôi có thể chịu đựng nhiều hơn. Tôi nói với Thượng Đế, nếu điều này thật sự giúp cứu thế giới này, giảm bớt đau khổ cho con người và tất cả chúng sinh trên địa cầu, xin đừng để tâm đến việc con rên rỉ trong đau đớn, cứ để con đau hơn. Nếu điều đó giúp ích, chỉ là nếu quá sức thì con không thể làm việc. Không thể làm việc cho Ngài, cho con cái của Ngài. Cho nên, hãy để ở mức con có thể chịu đựng được. Để con vẫn có thể tập trung làm công việc mà Ngài đã giao cho con. Với tất cả lòng biết ơn khiêm tốn của con, cho đặc ân và vinh dự này. Bởi vì không phải ai cũng có một công việc đẹp đẽ và đáng trân trọng như công việc mà tôi đang làm. Và cũng như công việc mà quý vị đang làm, chúng ta cùng nhau làm việc, sát cánh bên nhau mặc dù chúng ta không ở cùng nhau. Nhưng tôi luôn nhớ quý vị, những thành viên đội ngũ truyền hình vô thần sư. Tôi nhớ tất cả sự hy sinh của quý vị, tất cả công việc khó khăn của quý vị. Nhưng hãy làm ơn thiền 3 lần một ngày như thường lệ. Làm ơn, đừng quên điều đó. Quý vị phải thiền để làm việc tốt, thực hiện công việc đúng cách và phả ra nhiều năng lượng thăng hoa, tích cực hơn vào công việc của quý vị. Dĩ nhiên, tôi cũng làm vậy. Và tôi luôn rất biết ơn Thượng Đế vì có những người tốt như quý vị, những tâm hồn cao thượng và những linh hồn tuyệt vời như quý vị. Quý vị là bạn hữu, là người trong gia đình, là họ hàng thân nhất, là chồng, là vợ, người yêu, người tốt nhất của tôi. Mặc dù chúng ta không ở bên nhau, nhưng mối quan hệ của chúng ta là thế đó đối với tôi. Vì chúng ta chỉ cống hiến linh hồn mình, tấm lòng mình cho công việc, cùng nhau, nhìn về một hướng, đi chung một con đường, có cùng một mục tiêu, cống hiến cùng nỗ lực. Vì vậy, chỉ những cộng sự tốt, chỉ những cặp đôi tốt mới làm điều này cùng nhau. Tôi thực sự cảm kích điều đó và thương quý vị rất nhiều với tất cả tấm lòng. Chúng ta không luôn luôn cần dùng ngôn ngữ con người để diễn đạt điều này, bởi vì ngôn ngữ không bao giờ đủ để nói cho quý vị biết tôi thương quý vị bao nhiêu, tôi cảm kích quý vị bao nhiêu. Chúng ta vẫn giữ truyền hình vô thần sư, cho dù tôi cảm thấy rằng nó hoạt động quá chậm để đi vào lòng người, nhưng nó có ảnh hưởng. Có ảnh hưởng, có giúp ích. Dù chúng ta làm việc rất cực nhọc, nhưng nếu chỉ cần thêm một linh hồn
thoát khỏi địa ngục và không chịu đau khổ đời đời vì ăn thịt, vì giết người thân động vật, dù trực tiếp hay gián tiếp, thì nỗ lực của chúng ta vẫn đáng giá. Một người không đau khổ trong địa ngục là cả thế giới của một người đối với người đó. Quý vị biết điều đó. Giả sử một người trong chúng ta đau khổ trong địa ngục, hãy tưởng tượng chúng ta muốn thoát khỏi đó biết dường nào. Thành ra chúng ta phải làm việc chăm chỉ. Đó là lý do chúng ta làm việc với sự nhiệt tình, tấm lòng, khối óc, linh hồn và lời cầu nguyện mỗi ngày cùng với thân thể của mình. Tất cả chúng ta hầu như không còn trẻ nữa, nhưng vẫn làm việc chăm chỉ như những người trẻ tuổi. Và tôi rất hãnh diện về quý vị. Xin hãy bảo trọng. Nếu bị bệnh, quý vị phải nghỉ ngơi. Xin lời khuyên của bác sĩ và uống vitamin mỗi ngày mà tôi đã bảo quý vị. Ăn cho đủ. Nếu có phàn nàn gì về việc không đủ thức ăn hay bất cứ vấn đề gì, hãy cho tôi biết. Thỉnh thoảng tôi có hỏi quý vị bằng thư từ đây đó. Nhưng nếu có điều gì, thì quý vị phải viết cho tôi. Đừng đợi tôi hỏi. Được rồi, các bạn của tôi, người thương của tôi, gia đình của tôi. Tôi rất vui khi có quý vị trên địa cầu này để tôi không cảm thấy quá cô đơn. Tôi cảm thấy được ủng hộ, cảm thấy được yêu thương, cảm thấy vinh dự khi có quý vị. Và tôi cảm tạ Thượng Đế mỗi ngày vì công việc, vì sự hiện diện của quý vị trên địa cầu này. Và nhân đây, tôi cũng muốn nói với khán giả của chúng ta và mọi người nói chung, xin ngừng giết hại lẫn nhau. Hãy ngừng tất cả các cuộc chiến. Bởi vì mọi vết cắt, mọi vết thương đều đau. Đừng làm đau người khác, y như mình không muốn bị đau. Đừng giết người thân động vật. Đừng hại người thân động vật, y như quý vị không muốn bị giết như thế. Quý vị không muốn bị đau như vậy. Xin hãy ngừng tất cả các cuộc chiến. Xin hãy đóng cửa tất cả các lò mổ giết chóc. Xin hãy ngừng tất cả săn bắn người thân động vật đáng thương. Họ bất lực. Họ xinh đẹp. Mỗi lần tôi xem người thân động vật được chiếu trên truyền hình của Thượng Sư, tôi luôn nói với họ, các con rất đẹp, Thượng Đế gia trị các con, gia trị các con, bởi vì họ có linh hồn giống như chúng ta, và họ có cảm xúc, trí thông minh. Họ biết Thượng Đế nhiều hơn chúng ta. Hãy ghi nhớ lời tôi nói, người thân động vật câu thông với Thượng Đế nhiều hơn chúng ta. Ngoài trừ những người tu hành thuộc các trường phái khác nhau, nhất là những người tu pháp môn ánh sáng và âm thanh thiền đàn nội tại, như pháp môn quán âm mà chúng ta đang tu, họ câu thông với Thượng Đế. Nhưng người thân động vật họ câu thông nhiều hơn, câu thông một cách tự nhiên hơn. Họ thậm chí không cần phải tu bất kỳ pháp môn ánh sáng và âm thanh nào. Mỗi ngày, mỗi giây trong cuộc đời họ đều câu thông với Thượng Đế. Họ có thần giao cách cảm, họ giao tiếp với nhau, họ giao tiếp với con người. Nhiều lần, một người thân chó sủa vô cớ trong khu xóm của quý vị. Không, không đâu. Chú muốn nói với người chủ của chú điều gì đó. Chỉ là tất cả láng giềng, câm, điếc mà thôi. Mấy người thân chó của láng giềng tôi đi đâu, họ cũng nói với tôi điều gì đó. Hoặc là để an ủi tôi, để chào đón tôi, để cảm ơn tôi, hoặc để cảnh báo tôi về điều gì đó, về nguy hiểm, hay về điều gì đó mà tôi phải chú ý đến. Người thân chim, những chú hải âu, những chú chim đen, những... Ôi, rất nhiều chim, tôi quên tên rồi. Họ có tên. Ý tôi là tôi quên chủng loài của họ. Ngay lúc này thì tôi quên rồi. Chú màu đen, chú đen trắng, chú hải âu với nhiều màu sắc khác nhau. Và người thân cáo. Ồ, tất cả họ đều nói với tôi này nọ mỗi ngày. Và khi tôi bệnh, họ biết ngay. Ôi, họ khóc bên ngoài chỗ ở của tôi. Và tôi hỏi, có chuyện gì vậy? Các con bị thương hay gì vậy? Có vấn đề gì không? Một trong những vua Hải Âu. Họ không chỉ có một vua, mỗi đàn, mỗi vùng của Hải Âu đều có một vua. Cho nên ở một quốc gia có thể có vài vua Hải Âu hoặc nhiều hơn, còn tùy. Ví dụ như vậy. Rồi một trong những vua Hải Âu, chú khóc. Chú thấy tôi. Tôi vừa để một ít thức ăn bên ngoài và chú thấy tôi. Và rồi chú khóc.
Chú khóc bên cửa sổ. Nên tôi hỏi, có chuyện gì vậy? Có gì không ổn à? Con bị đau hả? Chú nói với tôi, dạ không, không. Con rất buồn vì ngài bệnh nặng, bị đau đớn quá nhiều. Tôi hỏi, làm sao con biết? Thì chú nói, hào quang của ngài cho con biết. Tôi nói, ồ, đừng lo, đây chỉ là một trong những thứ đó, không phải là điều tệ nhất. Và tôi có điều đó, có đau đớn, thật sự đau chỗ này chỗ kia, thỉnh thoảng, bất cứ khi nào cần thiết, vì nghiệp của thế gian, vì tôi là một với nghiệp của con người, nên phải gánh một phần nào đó. Và chú cứ khóc, và rồi hôm sau những chú khác cũng khóc. Tôi nói, làm ơn, đừng lo lắng, ta sẽ khỏe mau thôi. Gần đây có một vua hải âu xinh đẹp. Ồ, chú đẹp lắm. Ví dụ như vậy, nên con người chúng ta, loài người phải chi, họ thật sự biết người thân động vật hữu ích, đồng cảm như thế nào. Ngay cả người thân chim hoang dã, người thân cáo hoang dã, cũng là những linh hồn đẹp đẽ. Họ thật tuyệt vời. Họ rất thông cảm. Họ đầy tình thương và tử tế. Họ nói với xóm giềng, cái gì, cái gì, cái gì, nhưng không ai nghe thấy. Con người hầu hết đều biết mù, câm. Người thân động vật thì không. Vậy mà chúng ta giết những chúng sinh xinh đẹp như thế. Chưa nói đến con người giết lẫn nhau, những người trông y như chúng ta. Làm sao chúng ta có thể làm như vậy? Nên xin hãy ngừng mọi chiến tranh. Chỉ ngừng ngay bây giờ. Không cần viện cớ, không cần nói gì nữa hết. Chỉ cần ký hòa bình và ngừng lại, và sống với nhau. Cuộc đời đã ngắn ngủi rồi. Nếu tiếp tục gây chiến, thì khí hậu sẽ trở nên tồi tệ hơn. Dù chỉ một cơn bão, hay thậm chí lũ lụt nào đó cũng ảnh hưởng đến mọi thứ, cũng ảnh hưởng đến những người khác, không chỉ khu vực đó thôi. Nếu chúng ta không có đủ lương thực, thì mọi người sẽ bị ảnh hưởng, nhất là những người nghèo, không có nhiều thu nhập để có thể chi trả những gì mà người giàu có thể tiêu. Khi lương thực không đủ, giá cả sẽ tăng cao hơn. Rồi dân nghèo không kham nổi. Hầu hết mọi người trên thế giới này đều ở mức nghèo khó. Vì vậy, xin hãy nghĩ đến người khác. Ví dụ quý vị có đủ lương thực, có nhà cửa cao sang, nhưng nhiều người không có. Mỗi ngày tôi đều biết ơn. Tôi cảm tạ Thượng Đế mỗi ngày cho bất cứ gì tôi có. Bởi vì tôi biết, nhiều người không có những gì tôi có. Và cho dù tôi bị đau, tôi cũng cảm tạ Thượng Đế. Tôi có thể kêu ca, có thể rên rỉ bởi vì đau đớn. Đôi khi làm việc không thể tập trung. Thật khó để tập trung khi mình bị đau và khi thuốc không có tác dụng. Nhưng tôi vẫn biết, vẫn cảm tạ Thượng Đế. Tôi không phàn nàn. Tôi đau đớn. Nhưng tôi biết nhiều người còn đau hơn thế nữa. Nhiều chúng sinh khác như người thân động vật, ngay cả cây cối còn đau hơn tôi. Cho nên tôi không phàn nàn bao giờ. Tôi chỉ cầu Thượng Đế ban cho tôi sức mạnh để tiếp tục chịu đựng. Và tôi biết ơn vì nó không tệ hơn. Chúng ta sống trên đời này là nhờ ân điển của Thượng Đế, nhờ phúc lành của các thiên đàng, nhờ công đức của tất cả các vị thánh hiền và tất cả những linh hồn tuyệt vời tu hành và thiện lành đã ban cho chúng ta tất cả phước lành mà chúng ta có thể cùng được hưởng trên toàn cõi địa cầu. Vì vậy, xin hãy ngừng giết nhau. Bởi vì quý vị không bao giờ biết quý vị đang giết ai. Họ có thể là những linh hồn tuyệt vời. Sẽ thật tuyệt vời nếu họ tiếp tục sống trên địa cầu này để chúng ta có thể được hưởng phước lành của họ. Và người thân động vật cũng có các vị thánh hiền trong số họ. Quý vị không bao giờ biết mình giết ai. Quý vị có thể đã giết một vị Phật, một vị Bồ Tát, một vị thánh, hoặc một hiền nhân trong một hình dạng khác, hoặc hình dạng con người, hoặc hình dạng người thân động vật. Như thế, nghiệp của quý vị sẽ vô cùng lớn. Và quý vị sẽ ở trong địa ngục một thời gian lâu, rất lâu, vô cùng lâu, có thể hàng ngàn năm, còn tùy.
Làm ơn, thật sự là có địa ngục và nó là sự đau khổ khủng khiếp. Chỉ nghĩ tới thôi tôi đã thấy ớn lạnh. Chỉ vì quý vị không nhìn thấy địa ngục, không có nghĩa là quý vị không tin có địa ngục. Quý vị phải tin có địa ngục. Tôi chưa bao giờ nói dối quý vị. Vì lý do gì tôi phải nói với quý vị là có địa ngục khi nó không có? Chỉ vì quý vị không thể tùy ý đi đến đó. Nhưng tôi có thể, các đệ tử của tôi cũng có thể đến đó. Và tôi chỉ nói với quý vị sự thật. Xin hãy ngừng tất cả việc giết chóc. Xin ăn thuần chay để linh hồn quý vị mãi mãi được ban phúc và vui vẻ. Dù quý vị vẫn quay trở lại thế giới này làm người, hay là quý vị sẽ mãi mãi ở trên thiên đàng. Xin hãy tin tôi. Tôi không có lý do gì để nói điều không thật. Tôi chỉ nói với quý vị sự thật. Quý vị không phải là người thân của tôi trong ý nghĩ của quý vị. Nhưng trong ý nghĩ, trong cảm giác của tôi, quý vị là người trong gia đình tôi. Chúng ta sống chung với nhau trên ngôi nhà địa cầu này. Và tôi biết quý vị, tôi biết linh hồn của quý vị. Tôi không muốn quý vị chịu đau khổ. Xin hãy ngừng cuộc chiến. Xin hãy ăn thuần chay. Tôi chỉ yêu cầu hai điều. Ngừng chiến tranh, ăn thuần chay. Dĩ nhiên, chúng ta có nhiều loại chiến tranh khác, như chiến tranh lạnh giữa các quốc gia. Cho dù họ không bắn nhau, nhưng họ làm hư hại các Internet của nhau, hoặc bất cứ máy bay nào, hay là làm bất cứ gì, khiến cuộc sống của người dân trở nên khốn khổ và bất tiện. Những thứ này cũng như chiến tranh, và chúng ta cũng có nghiệp nặng phải trả trong địa ngục một thời gian dài. Và cũng có những cuộc chiến giữa người thân động vật và con người nữa. Chúng ta cứ liên tục giết họ. Đây là một cuộc chiến khủng khiếp và chúng ta phải trả giá rất đắt cho từng ounce thịt chúng ta ăn. Chúng ta phải trả giá bằng đau khổ lâu, rất lâu, vô cùng lâu trong địa ngục. Bất cứ gì chúng ta làm đối với người thân động vật, dù trực tiếp hay gián tiếp, chúng ta sẽ đau khổ giống vậy và thậm chí còn lâu hơn nữa vì phải trả lãi. Giống như khi vay tiền từ ngân hàng thì sẽ phải trả lãi. Nếu mượn tiền của ai đó thì cũng phải trả lãi và ít nhất phải trả lại toàn bộ tiền gốc. Có những luật trong vũ trụ mà không ai có thể trốn thoát. Trên đời này, quốc gia nào cũng có luật khác nhau. Nhưng quý vị có thể trốn thoát bằng một số phương tiện tinh ranh hoặc may mắn hoặc trốn cách nào đó. Nhưng với thiên nhãn, không ai thoát được, không ai trốn được. Toàn bộ vũ trụ là trong suốt. Không gì thoát được. Mọi thứ được nhìn thấy rõ ràng, được nhận biết rõ ràng và được xác định rõ ràng. Chúng ta không thể gian lận, dù là chi tiết nhỏ nhất. Xin hãy cùng tôi cầu nguyện mỗi ngày cho thế giới thuần chay, thế giới hòa bình, để chúng ta có được một địa đàng hạnh phúc và bình an trường tồn trên địa cầu xinh đẹp tuyệt vời này, mà chúng ta gọi là nhà và cũng là nhà của các thế hệ mai sau. Xin Thượng Đế gia hộ quý vị, xin Thượng Đế thương quý vị. Mong quý vị cảm nhận được tình thương của Thượng Đế. Mong quý vị nhận ra ân điển của Thượng Đế. Mong quý vị nhận ra sự bảo vệ của Thượng Đế. Cầu mong quý vị trở về với bản tánh giống Thượng Đế của mình, là con cái của Thượng Đế. Mong quý vị nhớ rằng quý vị là một vị Phật tương lai. Mong quý vị nhớ rằng trong tâm quý vị chỉ có thiện lành và thánh thiện, vì quý vị là đền thờ của Thượng Đế và Thánh Linh ngự bên trong quý vị. Vì quý vị có Phật tánh bên trong mình, quý vị có tia sáng của Thượng Đế bên trong. Cầu mong quý vị nhớ điều đó. Mong quý vị trở về với bản tánh giống Thượng Đế nguyên thủy của mình, là con cái nguyên thủy của Thượng Đế. Mong quý vị sớm nhận biết chính mình, sớm như ngày hôm qua,
để quý vị ngừng làm những việc ngược với thiên ý, ngược với thượng đế tánh nguyên thủy của chính mình, ngừng mọi sát sanh, ngừng mọi chiến tranh. Xin hãy an tuần trai, xin vui lòng. Quý vị sẽ thấy sự khác biệt trong đời mình. Quý vị sẽ thể nghiệm những phép màu, sẽ sống trường thọ, khỏe mạnh, vui vẻ, mãn nguyện và không cảm thấy tội lỗi. Lương tâm quý vị sẽ trong sáng. Amen. Lạy Thượng Đế, xin giúp chúng con an thuần chay, sống hòa bình. To be vegan, be peace. Chúng ta còn nhiều điều phải sửa, nhưng trước tiên, an thuần chay tạo hòa bình. Rồi nhiều điều khác sẽ đến. Rồi sẽ không còn những kẻ buôn bán ma túy, những người nghiện ma túy, không còn rượu, thậm chí không còn thuốc lá, không còn nạn buôn người, không còn bất cứ gì mang lại đau khổ cho chúng ta. Hãy ăn thuần chay, tạo hòa bình. Rồi tất cả những điều tốt đẹp sẽ đến với thế giới chúng ta. Lạy Thượng Đế, xin giúp chúng con về trong phương diện đó. Amen. Lạy Thượng Đế, chúng con thương Ngài và sám hối mọi việc làm xấu của chúng con. Chúng con dễ bị ảnh hưởng và yếu đuối trong thế giới này. Xin tha thứ và giúp chúng con mạnh mẽ để nhận ra thiên ý bằng cách được khai ngộ trong linh hồn. Xin Ngài, cho dù một mình con cầu nguyện với Ngài, lời cầu nguyện của con quan trọng vì con cầu nguyện bằng cả tấm lòng. Và Ngài có thể thấy con người và người thân động vật chịu khổ. Xin làm ơn ngừng lại tất cả. Nếu con người không thể làm được, thì bắt buộc họ làm gì đó để bắt buộc họ. Họ bị đầu độc quá nhiều, quá yếu đuối và quá dễ bị ảnh hưởng. Xin làm ơn giúp chúng con. Cảm ơn Chúa của con. Cảm ơn Ngài. Okay, to all of you, bây giờ tôi xin nói lời tạm biệt với tất cả quý vị. Hãy bảo trọng và biết rằng tôi làm việc mỗi ngày với quý vị và cho quý vị. Dù quý vị không nhìn thấy tôi, quý vị không nghe thấy tôi, nhưng tôi vẫn làm việc cả ngày lẫn đêm. Và tôi sẽ không ngừng cho đến khi Thượng Đế đưa tôi về nhà. Xin hãy giúp cứu địa cầu của chúng ta. Quý vị biết điều đó là rất khẩn cấp. Xin xem truyền hình vô thần sư. Chúng tôi tường trình tất cả tin trung thực. Xem trên mạng để thấy ngày nay có bao nhiêu thảm họa xảy ra quá thường xuyên. Trời ơi! Tôi đã đọc tin đó trên mạng. Tôi không có nhiều thời gian, nhưng tôi vẫn cần phải làm điều đó. Tôi xin giấc ngủ, thời gian ăn của mình. Tôi ăn khi làm việc để có nhiều thời gian làm việc hơn và để biết chuyện gì đang xảy ra, để tôi có thể nhắc nhở và giúp quý vị bất cứ gì tôi có thể. Xin hãy tự giúp mình. Xin hãy tự giúp mình. Tất cả quý vị. Tôi thương quý vị. Tôi cảm nhận cách quý vị cảm nhận. Tôi đau khổ với quý vị mỗi ngày. Tôi khóc, tôi cười cùng quý vị. Tôi làm việc cùng quý vị. Tôi không bao giờ bỏ rơi quý vị. Dù chỉ một giây trong đời tôi. Xin hãy nhớ Thượng Đế. Xin hãy cầu nguyện. Xin hãy chuyển sang thuần chay. Quý vị sẽ được ban phước. Quý vị sẽ biết thêm tình thương từ Thượng Đế và nhiều phép màu sẽ đến với cuộc đời quý vị. Tôi hứa. Amen. Chúng con xin chắp tay tỏ lòng tri ân khôn tả và khiêm nhường biết ơn những lời yêu thương và hy vọng của Sư Phụ Từ Bi, không ngừng dẫn dắt mọi chúng sanh tới cội nguồn thiên đàng chân thật.
Cầu mong những hy sinh không ngừng của Sư Phụ sẽ làm nhân loại cảm động, y như khiến chúng con cảm động, gieo hạt giống hợp nhất mãi mãi với Đấng Thiêng Liêng. Chúng con cầu nguyện cho mọi linh hồn được tràn đầy ân điển vĩnh hằng của Thượng Đế và được cứu rỗi trong sự nhân từ và trắc ẩn khi họ sáng suốt chọn lối ăn thuần chay. Xin kính chúc Sư Phụ quý báu luôn mạnh khỏe trong bình yên và an lạc trong sự bảo vệ hùng mạnh của tất cả chúng sinh thiên đàng. Xin vui lòng đón xem buổi phát sóng thông điệp của Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư với nhiều phụ đề hơn vào thứ Sáu, ngày 18 tháng 8 năm 2023, trong tiết mục giữa Thầy và Trò. Ngoài ra, để tham khảo thêm, mời quý vị xem các buổi hội thảo giữa Thầy và Trò liên quan trước đây, chẳng hạn như Nhân loại phải hợp tác và ăn thuần chay vì hạnh phúc và hòa bình trường cửu, những tiết lộ của thiên đàng về các sự kiện thế giới trong tương lai, các cõi thiên đàng trợ giúp những người đi trên con đường thuần chay nhân từ, tri ân sự khoan hồng của Thượng Đế và tuân giữ các điều răn của Ngài, cầu nguyện cho thế giới được giải thoát, lời kêu gọi cuối cùng để chuyển sang thuần chay và thành tâm sám hối, vân vân. Để xem các buổi hội thảo giữa Thầy và Trò liên quan và hơn thế nữa, tất cả đều có thể tải miễn phí. Xin vui lòng truy cập suprememastertv.com và tìm kiếm cuộc trò chuyện với quỷ.